Tiếp thị gia đình. Ca khúc Lucy in the Sky with Diamond của ban nhạc The Beatles vang lên từ máy quay đĩa. Jack nằm đó im lặng. Giờ đây ông nói năng rất khó khăn. Mùi khai nồng khó chịu dậy lên từ chiếc tã lót. Nơi xương chậu, dùng hoại tử lan rộng. Jack khóc hừng hức bởi đau. Lại tiểu rồi phải không? Bà vừa nói vừa đỡ ông dậy. Bà lau mông cho Jack, khéo léo tránh dùng lở loét nơi sườn. Ông không còn cử động được nữa. Cơ xương đã quắp lại. Bà hiểu, Jack mà mình từng yêu đã chết. Bà cúi người xuống, cảm thấy cột sống rền rĩ phản đối. Nhăn mặt lại, bà thì thào. Kiểu này thì chết đi cho rồi. Mấy năm nay, bà bệnh đủ thứ, từ thận đến tim, xương khớp cũng đã thoái hóa. Bà chỉ mong đến lúc chết thì Jack đã xuống huyệt rồi. Xỏ chân vào đôi dép bệt, bà ngồi cạnh ông. Tiếng nhạc của ban nhạc The Beatles khiến bà nhớ lại những ký ức bạc màu. Thập niên 60, em gặp anh tại New York, nơi chấp cánh những giấc mơ phù phiếm của loài người. Lúc ấy, phong trào bình quyền của người Mỹ gốc Phi, người da đỏ, phụ nữ nổi lên khắp nơi. Em gặp anh trong buổi diễu hành Washington năm 1963. Thời đó, em là một nhạc sĩ, còn anh là thợ chụp ảnh. Ngay từ khoảnh khắc ấy, em nhận ra anh phải là người thuộc về mình. Sau hôm ấy ta hẹn hò nhau. Thời điểm đó, The Beatles nổi tiếng khắp thế giới. Anh xếp hàng cả ngày dài để có chiếc vé xem concert của ban nhạc, mồ hôi ướt đẫm lưng. Trong buổi diễn của nhóm tại sân vận động Shea Stadium, anh quỳ xuống, lục lục túi quần, bối rối đến rất cả nhẫn. Cúi xuống lượm, anh đằng hắn, cố làm vẻ lạnh lùng. Làm vợ anh nhé. Trong tiếng hát của John Lennon, cả tiếng hò reo vang dội. Em nhận thấy tim mình rung lên những nhịp yêu. Cố tỏ vẻ yêu kiều, em che giấu giọt nước mắt hạnh phúc, đưa tay ra để anh đeo nhẫn. Em hôn anh giữa giấc mơ Mỹ. Với em, tình yêu tuổi 20 là được ở cạnh người thương, dành trọn thanh xuân cho họ. Khi nhìn vào đôi mắt đen rực rỡ của người, em biết anh sẽ bên em mãi mãi. Tiếng kêu của Jack khiến bà rơi khỏi vùng tâm thức. Jack lắp bắp muốn nói điều gì đó. Bà hỏi, ông muốn ra ngoài à? Ông không nói. Giờ đây, mái tóc ngổ ngáo ngày nào của Jack đã trùi sạch. Xương gò má của ông nhô cao, chờ bục ra khỏi da. Bà ôm lấy thắt lưng Jack, dùng tàn sức còn lại đặt ông vào xe lăn. Hôm ấy trời lạnh ngắt, nơi bình nguyên, đồi thông mọc san sát tách biệt với không gian thị phi. Hồ Xuân Hương trong vắt, nơi có thể nhìn thấy thảm cỏ rộng. Nắng lên hong những dũng nước tù động, trả lại sự khô ráo cho cung đường nhỏ. Cứ vài bữa, chàng trai hàng xóm tốt bụng gần nhà lại đem cho bà một ít hoa quả. Mỗi lần như thế, bà lại cười xòa. Cảm ơn cậu, bà già rồi, có ăn được hết đâu. Cậu vui vẻ đáp lời. Bà phải khỏe để còn chăm ông nữa. Vài ba ngày con sẽ qua thăm ông bà. Bà xua tay gạt đi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười móm mém. Ở cái tuổi gần đất xa trời, có kẻ xa lạ yêu thương đã là hạnh phúc. Bà đưa Jack ra bên cửa sổ, nắng nhuộm khoảng sân. Bỗng nhiên, Jack bật ra tiếng nói. Pháo hoa. Bà ngạc nhiên. Ông vẫn còn nhớ à? Jack không đáp. Ừ, pháo hoa gắn với chuyện tình của bà. Đốm sáng kiêu hãnh ấy chứng kiến bà và Jack xa nhau, và cũng nhờ nó họ tìm lại chính mình. Sau khoảng vài năm êm ấm, mối quan hệ của anh và em dần rơi vào lối mòn. Công việc của anh luôn bận rộn, các show diễn thời trang và triển lãm dắt kiệt trí lực anh. Bữa ăn giản dị em nấu luôn nguội lạnh. Ta ngồi cạnh nhau chẳng nói câu gì. Em hỏi, sao anh không bao giờ chia sẻ những điều mình nghĩ? Anh chỉ nhìn em, dùng đen trong mắt anh quánh đặc, cô liêu đến cạn kiệt. Cứ thế, anh mãi miết giấu đi những hờn giận, bực bội, còn em mò mẫm trong bóng tối, hoang hoải để tìm lại người con trai mình đã yêu nhiều năm trước. Có lẽ người ta nói đúng, rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Thời điểm xa anh 3 tháng triền miên,
em ngủ với kẻ khác, nằm bên người tình xa lạ, giữa ánh đèn ngủ vàng giọt chênh chao. Lần đầu tiên em hút LSD là loại chất gây ảo giác. Vào thập niên 70, LSD chưa bị cấm. Chất kích thích khiến em thấy mình thật thảm hại. Em định đánh điện cho anh, nhưng chẳng biết người ở đâu để gọi. Nếu hôn nhân là bên nhau lúc tăm tối, thì giây phút tàn canh này, ai đang ở cạnh em? Thập niên 70, em miệt mài sáng tác những bản nhạc disco sôi động, nhưng tình ta lại là khúc ballad trầm buồn. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, vào thời khắc giao thừa năm 1975, tại quảng trường thời đại xa lạ, em nói: "Mình ly hôn nha." Anh nhìn em lạ lẫm, em muốn hét lên rằng: "Hãy níu em lại, đừng rời xa, đừng hờ hững, hãy xé nát cơn đau đang chôn vùi trong em." Nhưng anh chỉ ngước mặt lên, khẽ gật. Mắt anh cháy rực, căm hờn, bất lực. Xác pháo hoa bùng tỏa trong nỗi đau tột cùng. Em kéo vali rời tổ ấm. Sau nhiều năm chung đôi, lần đầu tiên em nghe thấy tiếng đập phá sau gáy mình. Tiếp đó anh gào lên. Đó là tiếng kêu tuyệt vọng của kẻ có được danh vọng nhưng tuột mất người tình. Em nhận ra thời đôi mươi mình thanh thuần quá. Tình yêu không bất diệt và độc nhất một người. Bất kỳ mối quan hệ nào nếu không săn sóc rồi cũng sẽ tàn phai. Lòng em sóng sánh hạt bụi đau. Cơn thống khổ chẳng thể chảy xuôi mà trôi ngược lại vào trong, sâu thẳm nơi tim. Rất lâu em rời bỏ ngành âm nhạc, rẽ hướng đột ngột sang nhiếp ảnh. Những bộ ảnh của những năm 80 đối lập với sự hoàn hảo trước đó bằng cách phô diễn vẻ đẹp trái chuẩn mực truyền thống. Lúc ấy, phụ nữ cũng bắt đầu khẳng định quyền bình đẳng của mình. Em gặp lại anh tại buổi triển lãm, trong đó có bức ảnh nổi tiếng chụp bởi Steve McCurry mang tên Cô bé Afghan. Khi đang đắm chìm trong màu mắt của cô gái, một bàn tay chạm nhẹ lên em. Em quay lại sững sờ. Là anh. Ta nhìn nhau không nói gì. Em tự hỏi, tại sao đến tận lúc này ta vẫn không thể bỏ được nhau? Ánh mắt người nhìn em khi ấy vẫn là chàng trai của tuổi đôi mươi năm đó. Nhưng sau tất cả, anh thanh thản hơn, với tông đen dịu dàng, an lành. Sau buổi triển lãm, ta cùng uống cà phê như thuở mới quen. Anh không còn vẻ vụng về của tuổi trẻ, cũng chẳng dồn nén hỉ nộ ái ố như thuở kết hôn. Giờ đây, người bình tâm hơn. Anh vẫn sống dậy, yêu thêm vài người rồi chẳng đến đâu. Im lặng chốc lát, em cũng cất tiếng. Em cũng thế, vẫn một mình. Từ người cũ từng yêu, giờ ta là bạn. Lúc nghĩ lại, em hiểu rằng ái tình đâu hẳn phải cạnh nhau. Chỉ cần được hít thở dưới một bầu trời, thấy người ta sống ổn là đã thỏa nguyện. Từ hôm đó, anh và em thi thoảng gửi thư cho nhau. Em nhận được vài đứa con tinh thần của anh. Đó là những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật, tô đậm vẻ đẹp trong chính khuyết điểm của mỗi người. Đây cũng là một đặc điểm của nhiếp ảnh thập niên 90. Còn em đã trở thành tổng biên tập của một tạp chí phong cách sống. Ta cứ an yên như thế đến năm 1999. Bỗng nhiên anh đứng trước nhà em. Lúc ấy, đôi mắt anh đã đen thẳm như đường hầm vô tận không tìm thấy lối ra. Chuyện gì vậy? Đi qua nửa kiếp người, anh thành thật hơn với người xung quanh, với chính mình. Bởi lẽ thời điểm này, ta nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Em biết điều khiến anh sống tốt suốt những năm qua không? Chính là những ký ức về em. Giờ đây, anh sắp mất em rồi. Thiên niên kỷ mới bắt đầu, pháo hoa từ mọi miền thế giới rực rỡ trên nền trời đen thẳm. Tay em run rẩy cầm tờ giấy thông báo anh bị chứng Alzheimer. Sau 1/3 đời người, lần đầu em đủ can đảm sống thật. Em gục vào ngực anh, điên dại, rú lên. Tuổi 50 như gáo nước lạnh tạt đi tất cả những quan niệm của em về tình yêu, con người. Đến phút này em muộn màng nhận ra chẳng có gì mãi mãi. Cả em, anh, ký ức, cả năm tháng xuân xanh huy hoàng cháy lùi trong khoảnh khắc, em nhìn thấy con chữ in hẳn trên tờ thông báo bệnh. Rồi ta sẽ kể gì khi pháo hoa tàn, hả người?
Bà ngồi cạnh Jack, nhìn nét mặt ông, bà tự hỏi điều gì khiến bà ở lại suốt 15 năm. Rõ ràng, mọi thứ bà đi qua đều trái ngược với những mong ước về cảm xúc lứa đôi. Vậy mà, rốt cuộc, bà nhận ra mình không đặt xuống được đoạn tình mà cả đời bà dùng niềm tin để đánh đổi. Ta cứ kể về giấc mơ an yên, nhưng mấy ai hiểu cái giá của việc yêu sâu đậm đến đầu bạc răng long là nhìn người mình yêu chết mòn, lở loét qua năm tháng. Ở tuổi 60, em và anh chuyển về Đà Lạt sinh sống, kết thúc tháng ngày lưu lạc nơi đất Mỹ. Ban đầu anh vẫn còn khỏe, dần dần anh có dấu hiệu quên lãng. Anh không nhớ mình đã ăn cơm chưa, quên cả địa chỉ nhà, vị trí đồ đạc. Nửa đêm, anh tỉnh dậy vì nghĩ mình đánh mất điều gì đó. Khi tỉnh trí, người nhìn em đớn đau đến điêu tàn. Cuối cùng, ngày em lo sợ nhất cũng đến. Một buổi sáng tháng 7 đầy mộng mơ, anh tỉnh dậy ngơ ngác. Em đang dọn món canh mà anh thích nhất. Khi thấy anh, em cười. "Vào ăn cơm đi Jack." Anh bật ra tiếng nói lạc lõng nhưng đủ khiến em tan nát. "Bà là ai?" Em lại một lần nữa rơi mãi trong mảng tối nơi anh. Người tình năm nào đã chết một nửa, những nồng hậu yêu thương cũng chết theo ba chữ "Bà là ai?" Hít một hơi thật sâu, em gật đầu nhẹ nhàng đáp. "Em là Thùy, em là vợ anh, mãi mãi." Anh đang tự hỏi tại sao em thờ ơ với sự quên lãng phải không? Lắc lắc mái tóc ngắn, em chỉ muốn nói, "Em cũng chẳng biết đâu." Em tựa mình vào gờ tường, ngắm nhìn anh ngủ, hát theo những ca khúc đầy hấp lực trong album Art Pop của Lady Gaga. Gã trai em yêu vẫn bé bỏng như thuở nào. Từ khi quay lại với nhau, anh không còn nói lời yêu hay hứa hẹn gì. Mối quan hệ của ta chẳng thể gọi tên như cách loài người vẫn đi tìm ý nghĩa sau những danh xưng. Rồi anh tỉnh dậy, đòi ăn. Khi anh đứng dậy, em cứng người. Nước tiểu dương đầy nơi đũng quần anh, miệng em dần chật. "Ừ." Em bật cười. "Mình đi ăn nhé anh." Anh lại hỏi tại sao em cười phải không? "Xin lỗi người, sau bao nhiêu năm, em vẫn chỉ có thể đáp ngắn gọn. Em quen rồi." Những năm sau, sức khỏe của anh xuống dốc trầm trọng. Anh hay hoảng loạn, không thể ăn uống vệ sinh bình thường. Cơ thể anh hoại tử sâu. Hiện tại, số ngày anh sống tiếp chỉ đếm bằng tháng. Em thừa nhận đã có lúc căm hận anh. Em rủa anh, đẩy anh xuống sàn, mặt anh khóc ré lên như con trẻ. Có những đêm em để anh nằm ngay tại bãi nước tiểu ướt đẫm ra giường trong sự hả hê tàn độc. Để rồi ngày hôm sau, em lại ôm anh. "Ước gì ông chết đi, Jack, để ông không phải đau thế này nữa. Thế gian hao gầy niềm tin này, cứ để tôi chịu." Đáp lại sự ủy mị của tình nhân, anh chỉ cười rồi tiểu lên người em. Jack bỗng nhiên nắm tay bà. Giật thót, bà thoát khỏi tâm tưởng. Như thể ngủ một giấc thì 70 năm cuộc đời đã trôi. Bà hỏi ông, "Gì thế ông?" Mắt Jack mở to. Từ khuôn miệng cứng đờ đó, tiếng nói ấy bật ra sau nhiều năm quên lãng. "Em làm vợ anh, năm 60. Jack tếu táo, nước mũi ông chảy ra. Bà xoa đầu Jack. "Phải, tôi tin sau mọi đau đớn, tình ta sẽ mãi trọn vẹn thôi Jack à." Nói rồi bà hôn lên môi ông. Tận sâu ánh mắt của Jack có gì đó lóe lên. In trong võng mạc là hình ảnh người con gái năm nào. Ngày cô hôn chàng trai nơi quảng trường thời đại đầy táo bạo. Ngày cô xách vali ra đi đầy dứt khoát. Ngày cô khẳng định, "Em sẽ bên anh, dù anh còn nhớ em hay không." Đó là người đàn bà mạnh mẽ nhất giữa thế gian ủy mị. Jack hiểu, thời điểm đời mình tàn úa như xác pháo hoa thì cũng là lúc mắt ông rực rỡ tia khải hoàng.